Chào tất cả mọi người, hiện tại Xuân Tùng đang có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn ạ. Cần vài tiếng nữa thôi là các ca giao thừa đã điểm và bước qua năm mới. Ở đây rất đông mọi người đang đi vui xuân để chào đón năm mới các bạn nhé. Thì Tùng và các bạn sẽ đi hỏi xem là mọi người sẽ truyền tải lời chúc năm mừng năm mới tới gia đình, người thân và bạn bè như thế nào nhé. Rồi xin mời các bạn đi cùng với Tùng nào. Dạ xin chào anh chị. Anh chị tới đây chơi lâu chưa? Mình từ đâu tới ạ? Dạ, ở đây luôn ạ. Ở đây luôn. Mình là quận mấy tới? Dạ. Mình đã đi hết đường hoa chưa? Chưa. Mới đi được phần nửa nhưng mà đông quá. Không, mình đi tham quan hết cho xem năm mới. Năm nay đường hoa thế nào nhá? Là mình lát mình đi tham quan hết xem năm nay đường hoa có gì đặc biệt nhá. Và mình đi chụp hình hết luôn, lưu lại. Mỗi năm mình cũng hay đi thăm đường hoa này. Thời khắc giao thừa cũng sắp tới, nếu mà được gửi lời chúc cho gia đình, người thân và bạn bè thì anh chị sẽ gửi lời gì cho gia đình? Năm 2020 thì cho mọi người, nói chung là Việt Nam và cái nước khác nói riêng, có một năm mới là ấm no, sung túc, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn Xuân Tùng cũng chúc anh chị năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Để xem lại chương trình thì có thể vào trang YouTube của Xuân Tùng Vlog nhé. Chúc mừng năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ạ. Chị ơi, mình từ đâu tới ạ? Dạ, em từ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chị mình quận 9 hả? Gia đình nhà mình là từ quận 9 tới đây này, là có anh chị và bé nữa. Nhà mình có hay đi du xuân hàng năm không ạ? Năm nào cũng đi anh. Năm nào cũng đi phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và năm nay thì chị thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ của mình thế nào ạ? Mát mẻ. Mình đã đi hết phố Nguyễn Huệ chưa chị? Mình đi tham quan hết chưa? Dạ đi một nửa rồi ạ. Dạ đây cũng khá là dài. Đi bộ cũng mình nghỉ ngơi rồi lại đi chơi tiếp chị ạ. Chỉ có vài tiếng nữa thôi là mình bước qua năm mới rồi, thời khắc giao thừa đã tới thì năm mới không biết là chị sẽ gửi lời chúc gì cho gia đình, người thân và bạn bè của mình ạ? Em cầu chúc cho gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và năm mới an khang thịnh vượng. Và bé chúc năm mới gia đình, chúc ba mẹ và ông bà, chúc mọi người thế nào? Chúc đàng hoàng đấy. Chúng ta nói đàng hoàng thôi. Đâu có nào? Cô nói gì, cô xin hỏi gì đâu. Cô mẹ nhiều sức khỏe, gia đình sức khỏe. Con lại nhiều sức khỏe, gia đình. Ồ, còn chị nữa không? Chúc bé năm mới nhiều tiền lì xì và học giỏi nhá. Cảm ơn chú. Cảm ơn, chúc mừng năm mới. Chúc nhà mình chơi vui vẻ. Các bạn mình đến từ đâu ạ? Mình đến từ quận 12. Từ quận 12 ạ. Mình tới đây lâu chưa? Mình mới tới đây tầm khoảng đường ngồi, chỗ này được 5 phút. Đi từ đâu đến kia là đây. Mình đang nghỉ ngơi để chuẩn bị mình đi tham quan hả? Đúng rồi. Mình mới ngồi đây 5 phút nhưng mình đi hết đoạn đường này nửa tiếng mà. Vậy hàng năm mình có hay đi tham quan ở đây không ạ? Một năm 365 ngày mình đi tham quan được ngày. Cảm ơn bạn. Mình chờ cái rất có kiếu để trả lời các bạn ạ. Có thể là bạn có đi học diễn viên không? Không ạ. Bạn này già rồi, chưa nằm ở nhẵn nữa. Năm mới thì sắp tới rồi thì không biết là bạn sẽ gửi cho lời chúc cho gia đình, người thân và bạn bè của mình. Xin chúc tập thể tất cả mọi người, gia đình và mọi người trên toàn miền đất nước Việt Nam và cả thế giới luôn. Năm Mậu Tý mọi chuyện như ý. Xin hết. Năm Mậu Tý mọi chuyện như ý. Canh tí mà. Năm Canh Tý mọi chuyện như ý. Cái gì nó cũng có lộn hết. Lâu lâu nó bị quên đó mà. Đúng rồi. Gà con lộn nó mới gà con được chứ. Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, thành công trong cuộc sống. Và không biết là có bạn đồng hành chưa? Chưa. Chúc năm mới có nhiều bạn đồng hành nhé. Và đây bà cũng đã có số 1. Số 1 và số bạn đồng hành rồi này. Cảm ơn anh. Xin chào với người nhiều. Có 100 người đồng hành được rồi. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe. Có gì thì ghé Xuân Tùng Vlog để coi lại cái hình ảnh của gia đình mình. Dạ đúng rồi. Em xem của anh rồi nhưng không biết đâu.
cảm ơn. Đã, đây có một người đã xem rồi đó. Đẹp, ngày hôm nay đẹp được... gái nhất Thái Bình. Bạn quên Thái Bình luôn hả? Thái Bình hoa rơi đó là anh là Sơn Tùng Vlog đúng không? Thái Bình rất là nhiều người nổi tiếng đó. Và vậy là năm mới nay mình ở đây ăn Tết. Dạ. Chúc bạn năm mới nhiều vui vẻ hạnh phúc mà. Thái Bình là gốc thôi chứ mất gốc mà. Năm có nhiều tiền nó xinh đẹp là được rồi. Vậy là chịu nổi. Ai chịu nổi. Em gái nhiều có tiền nữa, sắc đẹp là có hết. Ghê ghê ghê. Rồi, mấy đứa có tiền mà người có sắc đẹp nó chẳng ra. Rồi chúc mọi người vui vẻ. Chào tạm biệt. À, cho em hỏi là nhà mình từ đâu tới ạ? Ôi, từ Bình Dương tới đây chơi ạ? Mình có năm nào mình cũng tới đây, có thường hay thường xuyên là tới phố Nguyễn Huệ chơi không? Là năm nào mình cũng đi cái phố Nguyễn Huệ tham quan chơi dạ? Năm nay không có về quê. À dạ, chứ quê mình ở tận đâu ạ? Ngoài Bắc hả? Vậy là có năm nay là mình không về quê thôi, ở đây ăn Tết là năm nay đi tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ. Mình đã đi hết được cái phố Nguyễn Huệ này chưa? Vừa mở trên rồi mình nghỉ ngơi dạ. Dạ, ngồi đây là mình coi bắn pháo hoa được á. Dạ. Thời khách giao thừa cũng sắp tới rồi, năm mới tới thì không biết là gia đình mình sẽ gửi lời chúc gì cho gia đình này, người thân và bạn bè ạ. Dạ. Chồng dạ. Nói chung là cứ cuối năm rồi đầu năm mới thì chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Dạ. Tất cả lắc lọc. Dạ. Ủa, anh là người trong đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Con nào giờ bé này còn nghỉ ngơi và chơi game à? Bé có muốn nói điều gì không? Con năm mới có chúc ba mẹ điều gì không? Không luôn. Ồ, thế là dễ thương. Dạ, chúc cả nhà mình năm mới an khang thịnh vượng à, nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, chào ông bà, con đến từ kênh Xuân Tùng Vlog ông bà. Năm mới cũng sắp tới rồi, con gửi lời chúc ông bà mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Và thời khắc giao thừa sắp tới rồi, trong năm mới không biết là ông bà sẽ gửi lời chúc nào cho gia đình, người thân và bạn bè của mình ạ? Dạ. Bây giờ về cái thành phố này thầy có tiền quê, đường xã thì đèn hoa rực rỡ nhất. Dạ. Khu vực của là đường về này, thành phố quá đẹp ý. Dạ. Anh muốn đi về phấn khởi, tự nhiên mình cũng... Ông về là ông bà đang ở Huế, ở Huế cô. Dạ. Ông bà Huế rồi. Lâu lắm rồi mới là về lại Sài Gòn. Là mình trước ở Sài Gòn và ra Huế. Lúc này thấy Sài Gòn là rất là đổi mới và thấy rất là đẹp. Vậy là cũng lâu lắm rồi ông bà mới quay lại đây. Dạ. Vậy là mình vào đây chơi với con cháu. Dạ, chơi với con gái. Vậy ông bà đã đi hết phố đi bộ Nguyễn Huệ chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu đi. Bây giờ bắt đầu đi hả? Dạ. Dạ, năm mới con chúc ông bà nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, khỏe. Dạ, chơi với con cháu. Dạ. Cảm ơn chưa ông bà, cũng chúc tất cả mọi người sang năm mới cùng nhiều nhau sức khỏe, nhiều vui và đang là hạnh phúc. Dạ, dạ. Ông bà đi rất là nhiều đi ông bà. Dạ, cảm ơn ông ạ. Dạ, con chào bà, con chào bà. Dạ. Đấy, ông bà rất là tình cảm các bạn ạ. Rất tay nhau đi thưởng xuân. Gia đình mình từ đâu tới ạ? Củ Chi. Nhà mình từ Củ Chi lên đây ạ? Dạ, và cũng khá là xa để lên đây để đi dạo phố Nguyễn Huệ và ngắm pháo hoa. Dạ, hàng năm nhà mình có tới đây để đi chơi dạo phố Nguyễn Huệ không ạ? Là năm nào cũng đi ạ? Dạ. Dạ cũng khách giao thừa cũng sắp tới rồi, qua năm mới rồi. Nhà mình có gửi lời chúc cho gia đình, cho người thân và bạn bè ạ? Mình có gửi lời chúc gì cho ý nghĩa nào cho gia đình, người thân và bạn bè? Không biết chúc gì luôn. Chúc anh, ví dụ ông bà cha mẹ nhiều sức khỏe, gia đình vượng, anh chị em con cháu thì nhiều sức khỏe năm mới, làm được nhiều tiền đi này kia gì chẳng hạn. Đâu là bạn nào? Chị muốn gửi lời chúc gì không ạ? Mọi người rất là ngại ạ. Thôi về đây chúc đời với này chị bên đây ạ. Trên năm mới sắp tới rồi thì mình sẽ gửi lời chúc là cho gia đình, cho người thân và bạn bè ạ. Em xin chúc cho gia đình của mình là
khỏe dồi dào này. Dạ, sức khỏe dồi dào. Dạ. Dạ, chúc cho mọi người trên thế giới luôn à. Dạ. Đi. Rồi, cảm ơn chị. À, em cũng gửi lời chúc cho các chị năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và nhiều mong muốn được hoàn thành. Đấy, cảm ơn mọi người. Ở bạn này trông rất là nghệ sĩ này, ở các nói chuyện đều vui này. Không biết là bạn từ đâu tới à? Em ở quận Tư anh. À, ở quận Tư, mình ở quận Tư luôn á. Dạ. Ở quận Tư mà chỗ nào? Ở đoàn Nhân Bơ. Ồ, đoàn Nhân Bơ, mình ở Nguyễn Khoái. Hôm nay đi với ai? Em đi mình. Ồ, đi một mình luôn, dạ. Bạn đã đi dạo hết phố đi bộ Nguyễn Huệ chưa? Dạ. Bạn đã đi dạo hết phố Nguyễn Huệ chưa? Rồi. Đi hết rồi và giờ nghỉ ngơi là chờ xem bắn pháo hoa thôi. Dạ. Ồ, năm mới sắp tới rồi, bạn có muốn gửi lời chúc đến gia đình, người thân và bạn bè điều gì ạ? Em không biết nói gì hết á. Không biết nói gì luôn. Dạ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thời khắc giao thừa sắp tới rồi, không biết là các bạn có thể gửi lời chúc gì mừng năm mới gì cho gia đình, người thân và bạn bè ạ? Dạ, em chúc là gia đình em vui vẻ hạnh phúc hơn. Chúc nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn phát triển hơn vậy thôi. Cảm ơn lời chúc khá là ý nghĩa các bạn. Còn bạn kế bên thì sao? Chắc em cũng giống đó. Ở đây đó. Năm mới thì em chỉ gia đình mình khỏe hơn thôi, là mọi thuận lợi cho cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn nhé. Rồi chúc hai bạn năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Con đến từ kênh Xuân Tùng Vlog cô chú ạ. Không biết là sắp bước qua năm mới rồi, cô chú muốn gửi lời chúc Tết may mắn tới người thân và gia đình. Mình cũng chúc cho mọi người trên Vlog một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe. Dạ. Cô chú đi với ai? Con. Để mình nghỉ chân ạ. Dạ. Năm mới chúc cô nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng này. Chúc mừng cô năm mới. Sắp qua năm mới rồi, em có muốn gửi cho gia đình và bạn bè một lời chúc mừng năm mới? Dạ có, em muốn gửi lời chúc cho tới lớp A21905 của em với ở trường nào đấy em? Dạ lớp A21905 của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM. Dạ. Là chúc cả lớp mình năm mới vui vẻ, thì em gửi lời chúc tới bạn yêu của em là bạn Cha quê Hà Tĩnh. Vậy luôn. Dạ là chúc cho em năm mới vui vẻ. Dạ. Cái gì nữa không? Vui vẻ thôi. Dạ, vui vẻ là được rồi. Vậy cảm ơn em. Nhớ kêu bạn lên kênh Xuân Tùng Vlog để coi lại cái lời chúc của em nhé. Yeah. Còn bạn này là đi cùng. Dạ, đúng rồi. Em muốn gửi một lời chúc gì cho gia đình và bạn bè? Dạ không, em... Ví dụ như là chỉ cần chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng chẳng hạn. Dạ. Dạ. Chúc mừng năm mới. Rồi, chúc năm mới nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Dạ, xin chào ạ. Chúc mừng năm mới. Mình đến từ kênh Xuân Tùng Vlog. Bạn có muốn gửi lời chúc tới gia đình và bạn bè những điều tốt đẹp? Thì năm mới sắp tới rồi thì cũng lâu hết một chờ. Thì mình cũng muốn gửi lời chúc mừng tới gia đình và mọi người là năm mới vui vẻ và chẳng hạn. Rồi, xin cảm ơn. Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mọi điều tốt lành. Các sắp bước qua năm mới rồi thì không biết là mình muốn nhắn gửi tới gia đình và bạn bè lời chúc mừng năm mới gì không ạ? Ví dụ như đơn giản như là chúc mọi người sức khỏe, an khang thịnh vượng chẳng hạn. Em ngại. Thôi nói, không biết nói gì hơn. Ví dụ như là chúc ba mẹ, gia đình, anh chị em và bạn bè năm mới nhiều sức khỏe. Nói dùm luôn đấy. Đây là kênh Xuân Tùng Vlog để coi lại những hình ảnh vui vui này nhá. Dạ, xin chào cả gia đình mình. Gia đình mình có thường xuyên đi phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi năm không? Dạ có. Rồi vậy hả? Anh chị ở gần đây không? Gần ở Phú Nhuận 2. Phú Nhuận 2, dạ. Sắp bước qua năm mới rồi, là không biết là anh có muốn gửi những lời chúc tốt đẹp tới gia đình và bạn bè người thân gì không ạ? Dạ,
Cảm ơn anh, rồi em cũng chúc sức khỏe anh với là gia đình anh sang năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Mình gửi lời chúc cho gia đình mình với người thân của mình cũng được. Em chúc khỏe, nói chung này năm mới ai cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hai bé nhà mình. Chúc hai bé mạnh khỏe nha, em chồng lớn nha. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn. Xin chào anh chị trên kênh Xuân Tùng Vlog, và muốn làm cái clip là những lời chúc tốt đẹp năm mới. Và sắp bước qua năm mới rồi, không biết là anh chị có muốn gửi lời chúc tới gia đình, người thân và bạn bè những lời chúc tốt đẹp nào ạ? Nói đi. Nhau đi mà nói. Được rồi, cảm ơn. Năm mới bạn sẽ như rồi, giàu sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc nhà mình nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm tới. Cảm ơn ạ. Xin chào em. Năm mới nhiều sức khỏe. Sắp bước qua năm mới rồi, không biết là em có muốn gửi lời chúc đến gia đình và người thân của mình không? Ví dụ như là chúc cả nhà nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng chẳng hạn. Nào, bắt đầu. Chắc em được chúc những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình em. Và đây là bạn bè hay em? Dạ, em họ. Vậy hả? Rồi, chúc hai chị em năm mới nhiều sức khỏe nha. Sắp qua năm mới, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Không biết là gia đình mình có muốn gửi lời chúc đến gia đình bạn bè và người thân gì không ạ? Chúc năm mới sức khỏe nha, cảm ơn. Rồi, cảm ơn ạ. Dạ, xin chào các bạn, chúc năm mới nhiều sức khỏe. Và sắp bước qua năm mới rồi thì không biết là mình muốn gửi lời chúc tốt đẹp nào tới gia đình, bạn bè và người thân ạ? Không luôn. Không, ví dụ như là chúc gia đình nhiều sức khỏe năm mới, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn chẳng hạn. Thì nói xem nào. Không luôn. Có hai bạn ở gần đây không? Xa mà. Xa lắm, ở đâu tới? Là quận 8. Quận 8 mà, quận 8 thì gần đây mà, có gì xa lắm đâu. Ở đâu thì nói lời chúc sức khỏe mọi người nào. Đừng quay em ở đây. Không ngại lắm. Rồi, chúc năm mới nhiều may mắn nha. Ok. À, chúc mừng năm mới. Where are you from? Qua miền Bắc. Trung Quốc, ok. Trung Quốc là, sao? Nói Trung Quốc. Trung Quốc thì cũng lão. Dạ. Ba đại ba lão. Dạ. Ni hao, xin chào, là gì ta? Ni hao, xin chào. Dạ. 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 Happy New Year. Happy New Year. Xin nghỉ hẳn phải luôn. Xin nghỉ hẳn phải là. Ok. Dạ, cảm ơn. Happy New Year thì xin nghỉ hẳn phải luôn. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin chào, chúc mừng năm mới. Rồi, sắp qua năm mới rồi, mình cũng muốn gửi lời chúc gì cho gia đình, người thân và bạn bè mình không? Đâu thử tour cái nào, tour cái nào. Không luôn hả? Ngại. Đi đâu, ví dụ như là chúc gia đình nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn chẳng hạn. Thử nào, thử nào. Em ngại quá nè. Ngại quá hả? Đâu, đâu ví dụ thử nói câu đây. Nói gì vậy? Bây giờ là chúc gia đình và bạn bè nhiều may, gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng chẳng hạn là như thế. Con nói rồi luôn hả? Thôi chúc năm mới nha, gặp nhiều may mắn nha, vui vẻ nha. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Không, em có muốn gửi gì lời chúc gì cho gia đình không? Cho thân và bạn bè. Rồi. Của không luôn. Đâu thì nói câu tạm. Chơi giống chịu. Thôi chào chị, chúc mừng năm mới. Sang năm mới sắp tới rồi, không biết là mình muốn gửi lời chúc gì cho gia đình, người thân và bạn bè. Những lời chúc tốt đẹp. Năm mới này mình chỉ mong là mọi người đều bình an mạnh khỏe thôi. Đã. Vậy là có được bình an và mạnh khỏe là có tất cả. Đúng rồi. Gia đình cũng không có gì mong ước hơn. Không có gì hơn. Gia đình
mình là được rồi. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Cô có muốn nói gì không? Gửi lời chúc cho gia đình nhà mình, cho anh em bạn bè. Dạ. Dạ đúng rồi, con đăng lên YouTube làm kỷ niệm đó, mọi người có thể coi. Dạ, cái chương trình những lời chúc đầu xuân năm mới. Dạ. Dạ, chú nói đi, cô ngại này. Ôi, chúc toàn thể mọi người luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ, đúng rồi. Dạ, rồi. Dạ, chúc gia đình mình năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn cô chú nhé. Hôm nay là năm mới, chúc bà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Sắp qua năm mới rồi, bà sẽ gửi lời chúc gì cho gia đình và người thân của mình ạ? Chúc mọi người năm mới là an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, dạ, làm ăn phát tài. Dạ. Năm mừng 10 năm ngoái. Hình như người Bắc của mình hay có cái câu đó nhỉ. Bà gần đây không ạ? Dạ. Chúc mừng bà năm mới nhiều sức khỏe. Em cháu bà hả? Đấy, ba đứa cháu bà. Dạ, nào cũng được gửi lời chúc gì cho gia đình và người thân nào. Dạ, chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe hay là mẹ nó hiện nay đang ở miền Bắc, còn đang có nhiều vụ, mẹ nó công tác tốt nhiều vụ. Đâu, còn em bé này nè, có gửi lời chúc gì không? Ừ, nói thiệt câu xem nào. Giờ nói ba câu. Chúc anh hai là mai, hôm nay đúng hôm nay là nó bị gãy tay. Vậy hả? Mau lành bệnh. Bố mẹ buôn bán bát tài. Nói nhiều bà năm ngoan học giỏi. Lớp 6 đấy. Lớp 6 rồi hả? Con này là miền Nam. Nó là bà đây, nó là miền Nam xin miền Tây. Miền Nam xin. Chúc năm mới nhiều sức khỏe nhá. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng năm mới.